Công ty Inno, nhà phân phối của hãng Eplisten, Ba Lan tại Việt Nam. Hãng Eplisten nổi tiếng với những sản phẩm như là cảm biến đo áp suất và cảm biến đo nhiệt độ. Hãy cùng kỹ sư của Inno xem xét cách cài đặt thiết bị áp suất trước khi đưa vào sử dụng. Xin chào mọi người. Hôm nay tôi có một cái chia sẻ về cái thiết bị đo áp suất. Ở đây tôi lấy thiết bị của hãng Eplisten, Ba Lan do công ty Inno phân phối để làm minh họa. Khi lúc lựa chọn một cái thiết bị áp suất hoặc là khách hàng thông thường sẽ có những cái yêu cầu hoặc là khách hàng gặp những cái khó khăn trong cái việc tìm mua những cái sản phẩm đo áp suất cho nhà máy của mình hay cho cái ứng dụng của mình. Một trong những cái khó khăn thứ nhất là khách hàng gặp cái tình trạng là hàng không còn sản xuất nữa, hoặc là cái model thiết bị mà đang sử dụng không có đáp ứng được yêu cầu của nhà máy, của ứng dụng, hoặc là khách hàng muốn tìm kiếm một cái giải pháp tối ưu hơn về giá cả, tối ưu hơn về cái thời gian giao hàng, hoặc tối ưu hơn về cái dịch vụ sau bán hàng. Ví dụ như là có hàng sẵn hay không, có đổi một khi hư hay không, có hỗ trợ tốt hay không, hoặc là có cần điều chỉnh hay là tư vấn về lắp đặt hay không, thì công ty Inno sẽ cung cấp cho khách hàng những cái giải pháp đó, những cái dịch vụ đó. Ví dụ như ở đây chúng tôi đang có những cái hàng về cảm biến áp suất như thế này, model khác nhau với range đo khác nhau. Thì một cái con cảm biến áp suất đó thì nó sẽ quan tâm tới là cái khoảng đo của nó, rồi cái range đo mà mình cần setup, rồi cái giao tiếp của nó là ví dụ như là có hạt hay không hay là analog, rồi là cái chống cháy nổ hoặc các cái khu vực nguy hiểm hay không. Thì ở đây chúng tôi có tất cả các cái option đó cho khách hàng lựa chọn, từ thấp đến cao, từ rẻ tiền cho đến đắt tiền. Và một trong những cái điểm mạnh của sản phẩm này đó là chế độ bảo hành một đổi một 5 năm. Thì tôi muốn giới thiệu tới khách hàng một trong sản phẩm mới hiện tại đã được tin dùng, ví dụ như là trong lĩnh vực dầu khí, trong lĩnh vực sản xuất thép, hay là những cái khu vực mà phòng nổ, chống cháy nổ, thì đã sử dụng những sản phẩm này của hãng Eplisten. Thì công ty Inno đã làm việc với hãng Eplisten từ năm 2014 và là nhà phân phối tại Việt Nam, với đầy đủ những cái tool để hỗ trợ dịch vụ, với đầy đủ kiến thức vì được hãng training trực tiếp. Chúng tôi đã sang, kỹ sư chúng tôi đã sang tận nhà máy sản xuất, cũng như là đại diện của hãng từ Ba Lan đã sang văn phòng chúng tôi để đào tạo và hướng dẫn về cái kỹ thuật của sản phẩm. Cho nên chúng tôi tự tin với gì mà chúng tôi đã làm việc, cũng như là về giá cả thì chúng tôi cam đoan rằng là chỉ cần khách hàng đưa cho chúng tôi một cái model có mặt trên thị trường của những nước như là châu Âu hay Nhật Bản hoặc Hoa Kỳ, chúng tôi sẵn sàng chào hàng tương đương của chúng tôi với chất lượng và tính năng y chang, nhưng giá cả chắc chắn sẽ thấp hơn. Thời gian giao hàng cũng sẽ là ưu tiên nhất trong cái dòng sản phẩm mà hiện tại đang có mặt trên thị trường. Như vậy là bên cạnh cái khả năng có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu về cảm biến nhiệt độ từ tiếp xúc hay không tiếp xúc, từ thermocouple hay RTD hoặc là hỏa kế cao học, thì công ty Inno còn có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu về đo áp suất, tức là tất cả các sản phẩm, các yêu cầu, các ứng dụng về thiết bị đo áp suất, từ là có màn hình hay không có màn hình, từ đo chênh áp hay là đo áp suất, đo mức bồn bể hay đo lưu lượng, thì công ty Inno đều có khả năng cung cấp và tư vấn cho khách hàng cách sử dụng, cách thay thế, cách lắp đặt và những ưu nhược điểm của sản phẩm. Điển hình như sản phẩm của Eplisten mà công ty Inno đang phân phối có thể bảo hành lên tới 5 năm. Đây là một trong những cái tiêu chí về chất lượng mà Inno tự tin cùng đồng hành với hãng Eplisten. Quý khách hàng có nhu cầu mua sắm hoặc thay thế hoặc là làm ứng dụng với cảm biến áp suất có thể liên hệ Ino để được hỗ trợ một cách tốt nhất. Xin cảm ơn.